Kính chào quý vị khán thính giả, chúng tôi là Đỗ Hiếu, người giới thiệu chương trình Trang sử Việt Nam Quốc dân đảng, lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954, Việt Nam Quốc dân đảng do Việt dân Hoàng Văn Đào biên khảo. Đây là chương trình phát thanh hàng tuần trên YouTube và Facebook cho lúc 7 giờ sáng Chủ nhật giờ qua tình đúng. Kính mời quý vị đến với chương trình hôm nay Chủ nhật 29 tháng 8 năm 2021 gồm có nội dung như sau. Chương 1 và chương 2, thiên thứ 3. Để mở đầu, kính mời quý vị theo dõi chương 1, phong trào chính trị sôi động, Đông Dương, đại hội nghị, qua giọng đọc của Đào Trường Phúc sau đây. Phong trào chính trị sôi động, Đông Dương, đại hội nghị. Sau cuộc tổng khởi nghĩa oanh liệt của Việt Nam Quốc dân Đảng đầu năm 1930, từ Bắc đến Nam, liên tiếp có những cuộc dân chúng biểu tình phản kháng chính quyền thực dân, khiến chính quyền phải dùng võ lực đàn áp, sát hại cả ông già, đàn bà và trẻ con, cùng đốt nhà dân, tù đầy hàng ngàn người để giữ vững ngôi thống trị. Mấy năm kế tiếp, những đệ tử Cộng sản của đệ tam và đệ tứ quốc tế tranh giành nhau ảnh hưởng và tìm đủ mọi cách phá hoại các đảng phái quốc gia đối lập, tạo nên cơ hội thuận tiện cho thực dân Pháp để dễ bề đàn áp. Phong trào cách mạng dân tộc trong nước hầu như tê liệt. Mãi đến năm 1936, mặt trận bình dân Pháp lên nắm chính quyền mới có một luồng không khí mới dễ thở ở các thuộc địa. Các nhóm cách mạng Việt Nam thừa cơ hội ấy gây phong trào tổ chức Đông Dương Đại hội, yêu cầu chính phủ Pháp cải cách chính trị và phóng thích chính trị phạm. Để phát động phong trào chính trị một cách sâu rộng trong quảng đại quần chúng Việt Nam, ngày 17 tháng 6 năm 1936, nhân ngày kỷ niệm 13 vị liệt sĩ Việt Nam Quốc dân Đảng lên máy chém ở Yên Bái, các nhà ái quốc miền Nam, gồm luôn cả các bạn Cộng sản đệ tam đệ tứ quốc tế, đã tổ chức lễ kỷ niệm rất long trọng và được dân chúng tham dự rất đông đảo tại rạp hát bội đại lộ Gallieni, tức là đại lộ Trần Hưng Đạo sau này, ở Sài Gòn. Chúng tôi còn nhớ có một đại biểu phụ nữ lên diễn đàn nói về hoạt động cách mạng của Nguyễn Thị Bắc và Nguyễn Thị Giang. Lệnh phóng thích bắt đầu. Một số lớn quốc sự phạm Việt Nam được trả tự do. Riêng các chiến sĩ Việt Nam Quốc dân Đảng được phóng thích có trên 100 người, nhưng chỉ có một số ít là những người sinh quán ở hai thành phố Hà Nội và Hải Phòng là được ở lại hai thành phố ấy. Còn đều bị đưa về nguyên quán chịu nốt cái án 5 năm biệt xứ, tức là interdiction de séjour, nói là biệt xứ nhưng sự thật là quản thúc không hơn không kém. Vì thực dân Pháp ngầm ra lệnh cho các chức dịch địa phương phải ngày đêm theo dõi canh chừng, khiến cho những người bị đưa về nguyên quán không còn cách gì hoạt động được. Phạm Tuấn Tài trở về quê nhà được ít lâu thì tạ thế. Phạm Tuấn Tài sinh quán tại làng Phù Cừ, Tổng Phù Cừ, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Vì hoạt động quá sức, vốn người lại yếu, nên anh mắc chứng lao phổi, bị đẩy ra Côn Đảo. Vì chế độ lao tù quá cực khổ khiến bệnh anh mỗi ngày một trầm trọng. Năm 1931, thời kỳ bệnh phát nặng, bị đưa ra bệnh viện Cùi. Các đồng chí phải kiếm tre, lá, dựng cho anh một cái lều riêng để ở và hàng ngày phải lo liệu tiếp tế thực phẩm cho anh. Mặc dù bị vi trùng lao tàn phá, buồng phổi mỗi ngày một trầm trọng, nhưng tinh thần Phạm Tuấn Tài vẫn mạnh mẽ.
anh bí mật ra một tờ báo phát hành trong nhà tù, cổ động anh em giữ vững tinh thần cách mạng, mệnh danh là báo Tiếng Gọi. Đến thời kỳ bệnh tình suy nhược, Phạm Tuấn Tài đổi tờ báo Tiếng Gọi ra báo Tiếng Rên. Qua thời kỳ bệnh tình trầm trọng, họ Phạm lại đổi ra là báo Tiếng Gào. Phạm Tuấn Tài tạ thế tại Nguyên Quán, được giới cách mạng trí thức và sinh viên học sinh tỉnh Nam Định tổ chức lễ truy điệu rất long trọng. Hồ Văn Mịch cùng hàng trăm đồng chí của anh đã bỏ mình ngoài Côn Đảo. Tóm lại, lịch sử Việt Nam Quốc Dân Đảng ở trong nước bắt đầu im lìm từ đầu năm 1933 đến cuối năm 1936 mới có sự hoạt động trở lại. Cuối năm 1936, Nguyễn Thế Nghiệp cũng được phóng thích từ Thượng Hải trở về Hà Nội. Cùng Nguyễn Ngọc Sơn và một số đồng chí có mặt tại Hà Nội kết hợp lại, bắt đầu hoạt động trong một phạm vi có thể làm được. Cơ quan ngôn luận xuất bản tờ Tân Báo do Nguyễn Văn Lộ làm chủ nhiệm, Nguyễn Thế Nghiệp làm chủ bút. Nguyễn Văn Lộ là một đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng ngay từ ngày đảng mới thành lập, nguyên quán tại tỉnh Thái Bình. Sau ngày Việt Cộng cướp được chính quyền, Nguyễn Văn Lộ cùng người con trai của ông bị Việt Cộng bắt đem chôn sống ở bãi Đồng Châu thuộc tỉnh Thái Bình. Tờ Tân Báo ra đời được 3 tháng thì bị chính quyền thực dân ra lệnh đóng cửa. Tiếp theo, lại xuất bản tờ báo Dân do Nguyễn Đình Đa làm chủ nhiệm, Nguyễn Văn Chấn chủ bút, Nguyễn Ngọc Sơn giám đốc chính trị. Đó là giai đoạn 1937 và 1938. Đại Việt Quốc gia Liên minh. Năm 1939, đệ nhị thế chiến bùng nổ. 1940, quân đội Nhật Bản đổ bộ Đông Dương. Các đảng cách mạng cũ gồm Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đông Dương Cộng sản Đảng, Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội ở quốc nội thừa cơ bắt đầu hoạt động. Các đảng cách mạng mới gồm Đại Việt Quốc xã Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đại Việt Dân Chính Đảng, Đại Việt Duy Dân Đảng, Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội tức Mặt trận Việt Minh gồm 3 đảng tham dự là Đông Dương Cộng sản Đảng tức là Đảng Dân Chủ Đảng và Đảng Xã hội Việt Nam cũng tiếp tục ra đời và ráo riết hoạt động. Để đề phòng sự chống đối trong khi có mặt quân đội phù tang tại Đông Dương, chính quyền thực dân Pháp ra lệnh bắt giữ một số đông những chính khách và những nhà cách mạng Việt Nam tập trung tại Sơn La và Vụ Bản, tỉnh Hòa Bình. Cho đến mãi cuối năm 1942, đầu 1943, chính quyền Pháp mới lần lần trả tự do cho những phần tử trên. Họ trở về lại bắt đầu hoạt động. Việt Nam Quốc Dân Đảng cũng như Đại Việt Quốc Dân Đảng tại quốc nội đều có thành lập chiến khu ở vùng Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, không ngoài mục đích làm nơi rèn luyện quân sự cho các thanh niên đảng viên. Còn Đông Dương Cộng sản Đảng trá hình khoác bộ áo quốc gia thì thành lập Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, tức là Việt Minh, thì lập chiến khu ở Thái Nguyên, Tuyên Quang, Đông Triều, lãnh tụ là Nguyễn Ái Quốc. Phải nói thêm là Đại Việt Quốc gia Xã hội Đảng, viết tắt là Đảng Đại Việt Quốc xã, do Nguyễn Xuân Tiếu, tức là Nguyễn Lý Cao Kha sáng lập từ năm 1936, lấy chủ nghĩa duy trung tâm vật, luật tắc
là hỗ tương, khác với duy vật mâu thuẫn, duy tâm vật định mệnh. Để đón tiếp luồng gió mới, lợi dụng người Nhật để có cơ hội giải phóng cho đất nước Việt Nam, năm 1940, nhóm tự lực Văn Đoàn do Nhất Linh Nguyễn Tường Tam lãnh đạo cùng một số đồng chí của ông thành lập Đại Việt Dân Chính Đảng. Nguyễn Tường Long, tức là Hoàng Đạo, được cử làm Tổng Thư ký. Đại Việt Duy Dân Đảng do Nguyễn Hữu Thanh, một đoàn viên trong nhóm tự lực Văn Đoàn, sau gia nhập Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội, là chính trị viên, đi sát với Hoàng Lương, lánh sang Trung Hoa vào cuối năm 1940, tức là sau ngày Phục Quốc quân bị thất bại ở Lạng Sơn, lấy bí danh là Ngọc Thỏ. Vào khoảng cuối năm 1941 sang đầu 1942 thì sáng lập ra Đại Việt Duy Dân Đảng ở Trung Hoa và đổi tên là Lý Đông A. Cuối năm 1944 trở về nước, tuyên truyền vào giới sinh viên đại học như Lê Quang Luật, Nghiêm Xuân Hồng. Năm 1946, Đại Việt Duy Dân Đảng mưu cuộc đảo chánh, bị Việt Cộng bắt, một số lãnh đạo bị sát hại ở tỉnh Hòa Bình, Bắc Việt. Cũng như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Hải Ngoại Bộ, Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, tức là Việt Minh, đều đứng trong tổ chức mệnh danh là Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội, thành lập năm 1942 tại Liễu Châu, thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Hoa. Một tổ chức đứng hẳn về phe đồng minh, chống lại phe trục, gồm Đức, Ý, Nhật. Tại quốc nội, vì tình thế đặc biệt phải đương đầu với cả hai kẻ thù mà thế lực đều hùng mạnh là Nhật và Pháp, để làm tấm bình phong che đỡ cho toàn thể đảng viên ở quốc nội, một số cán bộ mà tên tuổi đã quá lộ liễu của Việt Nam Quốc Dân Đảng, như Nguyễn Thế Nghiệp, Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Hữu Đạt, Ngô Thúc Địch và Nhượng Tống, họp nhau ở một căn nhà trước vườn hoa phố Cửa Nam, rồi ra công khai Tân Việt Nam Quốc Dân Đảng ở số 61, phố Trường Thi, Hà Nội. Để thực hiện mục đích một cách hữu hiệu, Tân Việt Nam Quốc Dân Đảng đứng ra liên minh với các đảng bạn và thành lập mặt trận Đại Việt Quốc gia Liên minh vào đầu năm 1944 với mục đích là thân Nhật để hạ Pháp. Thành phần Ban chấp hành Trung ương Đại Việt Quốc gia Liên minh gồm có Nguyễn Xuân Tiếu, Nguyễn Tường Long, Trương Tử Anh, Ngô Thúc Địch, Bùi Như Uyên, Nguyễn Thế Nghiệp, Nguyễn Ngọc Sơn, Nhượng Tống, Nguyễn Đăng Đệ, Nguyễn Xuân Dương, tức Lạc Long, Nguyễn Xuân Tiếu được cử làm Chủ tịch Đại Việt Quốc gia Liên minh. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần đầu chương 2, thiền thứ 3, biến cố lịch sử quan trọng, cuộc chính biến ngày 9 tháng 3 năm 1945 qua giọng đọc của Nam Anh. Chương 2. Biến cố lịch sử quan trọng, cuộc chính biến ngày 9 tháng 3 năm 1945. Tại Hội nghị Cây Bắc hồi tháng 8 năm 1943, các quốc gia đồng minh quyết định phân công tiến đánh vào các quốc gia bị Nhật Bản chiếm đóng tại vùng Đông Nam Á Châu. Sang tháng 10, tướng Mark Arthur đã đổ bộ lên Phi Lục Tân trên bán đảo Đông Dương. Nhật thấy Pháp bí mật điều động binh sĩ đến tăng cường cho các vị trí chiến lược, đồng thời thống sứ Bắc Kỳ là Sauve mật ra lệnh cho sở công chính đánh gấp hàng vạn xích sắt theo kiểu liên hoàn. Vậy rất có thể một ngày kia
quân đội đồng minh sẽ đổ bộ vào Đông Dương. Khi đó, quân đội Thiên Hoàng phải đối phó với cả hai mặt, nội công, ngoại kích. Bởi vậy, tháng Giêng năm 1945, Nhật tăng quân số tại Đông Dương từ 35.000 lên đến 60.000, đồng thời lại bí mật thuyên chuyển những tướng lãnh chỉ huy cao cấp. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Đại tướng Matsumoto gửi tối hậu thư cho toàn quyền Deku hiện trú tại Sài Gòn, đòi lập tức phải để quân đội Pháp tại Đông Dương thuộc dưới quyền chỉ huy của các tướng lãnh Nhật Bản. Rồi thừa sự bất ngờ, ngay chập tối hôm ấy, vào hồi 20 giờ, quân đội Nhật Bản tấn công khắp các đồn binh Pháp trên toàn quả Đông Dương một cách chớp nhoáng, khiến cho Pháp quân không kịp trở tay. Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, quân đội Thiên Hoàng đã toàn thắng, làm chủ được tình hình. Các đại tướng Pháp, Mordant, Aimé cùng binh sĩ đều bị bắt làm tù binh. Số phận các cai trị Pháp cũng vậy. Duy có một số tướng sĩ ở các đồn binh biên thùy là trốn thoát sang lãnh thổ Trung Hoa. Đúng hồi 12 giờ trưa ngày mùng 10, cờ mặt trời đỏ chói đã tung bay khắp nơi. Giấy cáo thị tuyên bố cùng nhân dân Việt Nam được dán khắp bờ tường. Trật tự an ninh được vãn hồi. Các cơ quan hành chính, các xí nghiệp, điện, nước, xe lửa v.v. trở lại hoạt động như thường lệ. Binh già Nhật Bản cũng không quên ra lệnh thả hết các chính trị phạm Việt Nam ra khỏi các ngục thất, các trại giam tập trung. Vị tổng tư lệnh quân đội Nhật Bản tại Đông Dương tuyên bố, chính phủ Đông Kinh long trọng trao trả độc lập cho Việt Nam để cùng nhau lập khối thịnh vượng chung Đông Nam Á. Ủy ban chính trị Bắc Kỳ được thành lập dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Đại Việt Quốc gia Liên minh, liên lạc với giới chính trị quân sự Nhật Bản trên trường chính trị Việt Nam. Nhật Bản có ý định đưa Kỳ ngoại hầu Cường Đệ về lập chính phủ. Mặt trận Quốc gia Liên minh thì đòi hủy bỏ chế độ quân chủ, thay thế bằng chế độ dân chủ do mặt trận đứng ra lập chính phủ. Nhưng, rốt cuộc người Nhật là không muốn làm đảo lộn nguồn máy cai trị đương giữa thời kỳ chiến tranh bước vào giai đoạn quyết liệt, nên quyết định giữ lại vai trò Hoàng đế Bảo Đại. Mặt trận Đại Việt Quốc gia Liên minh tuyên bố rút lui, giải tán Ủy ban Chính trị Bắc Kỳ. Nhiều chính khách và cách mạng Việt Nam bắt đầu chán ngấy chính sách của Nhật Bản. Chính phủ Trần Trọng Kim. Tại Huế, chiều ngày 9 tháng 3, Hoàng đế Bảo Đại cùng đoàn tùy tòng từ nội thành tiến ra để đi săn bắn. Vừa ra khỏi cổng thành thì bị Nhật quân ngăn giữ lại, phải đợi mãi tới sớm. Ngày hôm sau, khi dẹp Pháp quân đã xong, nhà vua mới được trở lại nội thành và bắt đầu có cuộc tiếp xúc. Đến ngày 27 tháng Giêng, năm Bảo Đại thứ 20, tức ngày 11 tháng 3, Viện Cơ mật thừa lệnh Hoàng đế Bảo Đại ra bản tuyên cáo. Kể từ ngày ra bản tuyên cáo này, chính phủ Việt Nam tuyên bố độc lập, hủy bỏ tất cả những hiệp ước đã ký với nước Pháp. Ngày 19 tháng 3, Hoàng đế Bảo Đại tuyên bố chịu trách nhiệm hoàn toàn và chấp nhận đơn xin từ chức của toàn thể nội các. Ngày 17 tháng 4, Hoàng đế Bảo Đại trao quyền lập tân nội các cho nhà học giả Trần Trọng Kim được triệu thỉnh từ Tinh Châu, Singapore về. Nội các Trần Trọng Kim gồm các nhân vật trí thức tân học, thiếu hẳn nhân vật cách mạng, thành tâm nỗ lực làm việc, nhưng gặp phải rất nhiều trở ngại và khó khăn, nhất là vấn đề ngoại giao với giới chính trị và quân nhân Nhật Bản. Những cơ quan trọng yếu, vì tình thế hoàn cảnh đặc biệt, người Nhật vẫn nắm giữ hết. Tại Nam Kỳ, Minoda giữ chức thống đốc. Tại Trung Kỳ, lãnh sự Yokoyama giữ chức khâm sứ. Tại Bắc Kỳ, nhà ngoại giao Tukamoto nắm giữ chức thống sứ. Đến vấn đề nội trị, thì cả một quần máy cai trị địa phương, quan liêu thối nát, ích kỷ, từ hàng thế kỷ còn tồn tại. Chính phủ chưa kịp chẩn chính thay thế, lại thiếu cán bộ đi tuyên truyền giải thích,
mệnh lệnh chỉ bằng giấy tờ chiếu lệ, nhân dân đương sống trong cảnh lầm than đói chết, trong cảnh chiến tranh hải hùng, chán ghét cả Pháp lẫn Nhật và triều đình, trừ một thiểu số trí thức, còn hầu hết không hiểu một tí gì về những biến chuyển lịch sử quốc gia dân tộc, nên sức hậu thuẫn của chính phủ trở nên rất mong manh. Mặc dầu gặp bao sự khó khăn cản trở, Tân Nội Các cũng cố gắng thực hiện chương trình cải cách, đổi quốc kỳ thay quốc hiệu là Việt Nam, dự thảo hiến pháp, chấn chỉnh, thuế khóa, cải cách việc học, đặt quốc ngữ làm căn bản, gây phong trào thanh niên khỏe, ái quốc, ân xá chính trị phạm, ban hành, sắc lệnh tự do lập đảng, đổi tên đường phố, mang danh ngoại quốc bằng tên các danh nhân Việt Nam, đồng thời ra lệnh cho hủy bỏ các bức tượng của thực dân đặt tại các công viên, nhưng tuyệt đối không hề xâm phạm đến tính mạng cũng như tài sản của ngoại kiều. Để phát động phong trào cách mạng, ngày 17 tháng 6 năm 1945, Nguyễn Thế Nghiệp, Nguyễn Ngọc Sơn, Nhược Tống, Ngô Thúc Định trong mặt trận Đại Việt Quốc gia Liên minh tổ chức lễ kỷ niệm 13 vị liệt sĩ Yên Bái tại Vườn Bách Thảo Hà Nội và khắp các tỉnh Bắc Kỳ một cách rất long trọng. Ngót 2 triệu dân chết đói, khó khăn cho chính phủ Trần Trọng Kim hơn nữa là nạn đói đang hoành hành dữ dội tại đất Bắc. Số người bị chết đói càng ngày càng nhiều, nguyên do từ quân đội Nhật Bản đặt chân vững trên bán đảo Đông Dương. Tướng lãnh Nhật Bản bắt chính quyền Pháp ra lệnh cho nông dân Bắc Kỳ phải để một phần lớn ruộng đất, mà đa số ruộng đất đã được trồng tỉa hoa màu rồi, phải phá hủy đi hết để trồng đay, bán với giá rẻ mạt cho quân đội Nhật Bản. Đồng thời quân đội Nhật lại tung tiền Đông Dương ngân hàng ra mua thóc của nông dân với một giá rẻ đặc biệt để tích trữ lương thực cho quân đội. Còn Pháp, Jean Le Cou toàn quyền Đông Dương cũng ra lệnh mua tích trữ một số thóc khá lớn, bỏ kho để chờ một cuộc đổ bộ của đồng minh mà không bao giờ có. Bắt đầu từ vụ lúa mùa tháng 10 năm 1943 cho mãi tới vụ lúa mùa năm 1944, tất cả là 3 vụ lúa. Theo những con số chính thức của Sở Thống kê, số thóc mà Bắc Kỳ sản xuất trong năm 1944 là 17.620.000 tạ thóc, căn cứ vào diện tích ruộng cấy lúa, 1.386.000 mẫu tây. Số thóc ấy chỉ đủ nuôi sống nhân dân Bắc Kỳ. Thực dân Pháp thừa biết rõ hơn ai hết, nhưng cứ ra lệnh. Điền chủ có từ 5 mẫu ruộng đất trở xuống, mỗi mẫu phải bán cho chính phủ 80 kg thóc, từ 5 mẫu trở lên đến 20 mẫu, mỗi mẫu phải bán 200 kg thóc. Những đất vườn không cấy lúa được cũng đều phải tích thành điền, và mặc dầu gặp vụ lúa thất bát cũng phải bán cho chính phủ thực dân đủ số thóc đã định, chiếu theo địa bạ do trưởng bạ trong làng kê khai. Giá mua chính thức là 1 đồng 40 một thùng 10 kg vào năm 1943. Giữa khi ấy, giá thóc trên thị trường tự do mỗi thùng 10 kg bán từ 2 đồng 50 tới 3 đồng. Sang vụ lúa chim năm 1944, giá thóc thị trường tự do lên tới 6 đồng rồi 7 đồng một thùng 10 kg. Đến vụ lúa mùa, giá thóc thị trường tự do bỗng cao vọt lên tới 2 đồng 30, rồi lần tới 6 đồng 70, một thùng 10 kg, mà chính phủ thực dân vẫn chỉ theo giá cũ, nghĩa là 1 đồng 40, một thùng 10 kg như trước. Đến cách thu thóc, mỗi khi đến vụ lúa chín, điền chủ phải lên phủ, huyện sở tại, ký giấy bán thóc, rồi về lý trưởng ở làng lĩnh số bao tải để đựng. Tùy theo số thóc phải bán ít hay nhiều, thóc phải phơi rõ thật khô và rê sảy thật kỹ đóng vào bao, rồi điền chủ phải vận tải lên tỉnh lỵ nộp cho đại lý. Đại lý là một nhà buôn trong liên đoàn ngũ cốc được chính quyền thực dân cử ra thu nhận số thóc của các điền chủ đem nộp. Dĩ nhiên là đại lý được hưởng một số hoa hồng
trong số thóc đã thu được ấy. Lợi dụng tình thế, hạng con buôn thiếu lương tâm đã ý quyền cậy thế, bóp nặng đồng bào bằng nhiều thủ đoạn, nào chê thóc xấu, còn ẩm, rê không kỹ, dùng cân gian lận, xén đầu, bớt đuôi, làm cho các điền chủ phải chịu trăm phần khổ cực mới lấy được mảnh giấy biên nhận. Để tránh sự áp bức, bóc lột quá đáng ấy, các điền chủ đã phải đem số rượu hiện hữu chia bớt cho các con hoặc làm giấy bán hờ cho thân quyến để số thóc phải bán cho được nhẹ bớt đi. Vì có từ 5 mẫu ruộng trở xuống, chỉ phải bán có 80 kg thóc, nhưng chính quyền thực dân vẫn cứ chiếu theo địa bạ cũ mà hành thu và ra lệnh cấm các điền chủ có từ 5 mẫu ruộng trở lên không được phép tích trữ trong nhà quá số 2.000 kg thóc và có từ 5 mẫu trở xuống không được tích trữ quá số 1.000 kg thóc và có từ 1 mẫu trở xuống không được tích trữ trên 500 kg thóc. Phản ứng lại, các điền chủ bèn áp dụng giải pháp phân tán số thóc, nghĩa là đem bớt thóc, gửi rải rác ở các nhà nghèo, quen thuộc, làm bọn quan lại sở tại, đem lính bao vây khám xét, bắt bớ giam cầm, hành hạ nông dân, rất mực tàn nhẫn. Cực chẳng đã, chính quyền thực dân phải thi hành chính sách vơ vét bằng tiền, nghĩa là điền chủ phải lên tỉnh, nói khéo, vang lơn với đại lý thu thóc, xin nộp tiền thay cho số thóc còn thiếu, nhưng phải nộp theo giá thóc thị trường vào đầu vụ chiêm năm 1944 là 7 đồng 10 kg, đại lý sẽ trừ đi 1 đồng 40 theo giá mua của chính phủ, điền chủ còn phải nộp thêm 5 đồng 60 để đại lý đông thóc thế vào. Cấn tiền là một lối ăn cướp ngày trắng trợn, một thủ đoạn bóc lột tinh vi khoa học vô cùng tàn nhẫn. Ngoài sự Nhật và Pháp vơ vét thóc của nông dân Bắc Kỳ, các hãng nấu rượu cũng hoạt động mạnh. Số rượu sản xuất còn cao hơn các năm Thái Bình nhiều để thay thế cho essence không nhập cảng được nữa. Phần khác, bọn con buôn Hoa Kiều tìm đủ mánh khóe để chở gạo sang Trung Hoa bằng thuyền buồm đi ven biển, mặc dù có lệnh cấm xuất cảng, vì Trung Hoa lúc ấy cũng có nạn đói kém. Một lý do nữa là bạc bị sụt giá vì nạn lạm phát, hàng hóa lại khan hiếm. Thành ra các con buôn có nhiều tiền, không biết làm gì hơn. Bèn đua nhau vung tiền ra đông thóc, không những chắc chắn mà lại lời nhiều. Bấy nhiêu lý do đủ gây nên nạn đói trầm trọng, lại thêm họa thiên tai suốt dọc miền duyên hải Bắc Kỳ từ tháng 5, năm Giáp Thân 1944, bị gió bão, nước bể dâng lên đến 3 lần, lôi cuốn, nhà cửa, thóc lúa, hoa màu cùng súc vật, gây thiệt hại cho nhân dân không ít. Thời tiết cũng trái ngược, mới bắt đầu tháng 10 âm lịch 1944, mà trời đã rét sớm hơn cả mọi năm. Gió bắc thổi rong rã hàng tuần, tiếng gào thét nghe rùng rợn, lại thêm mưa rả rích, lạnh buốt thấu tâm can. Một manh áo rách tả tơi hay một manh chiếu cũ hoặc một chiếc bao bố nát đã thải ra được khoác vào tấm thân gầy còm bị thiếu cơm, hỏi chống làm sao nổi với rét, với mưa kéo dài hẳn 3-4 tháng. Nạn đói bắt đầu, người dân kiếm được một chút tiền nhưng lại kiếm đâu ra gạo, mà có chăng nữa là bị đắt đỏ quá, không đủ tiền mua. Người nông dân bắt đầu giết dần gia súc để ăn thay cơm. Khi gia súc hết, phải đi kiếm những trái sung xanh, đào bới, củ chuối, thân cây chuối, rồi đến loại rau má, rau dền, rau dại, mọc khắp ngoài bờ ruộng về nấu ăn cho đỡ đói lòng. Gia súc hết, cây cối, rau cải, mỗi ngày mỗi nên trơ trụi rồi hết dần. Người nông dân lại bắt đầu phải dỡ dần từng bộ phận ngôi nhà mình đương ở. Bụng lép, kẹp vác đến các thị trấn bán làm củi thổi để có tiền đong chút gạo hoặc tấm cám về nấu cháo húp đỡ với nhau
cho qua ngày. Đói đến nỗi phải liều mạng cướp giật thực phẩm trên chóc tay người khác, mặc dầu người ấy vì sự sinh tồn phải đánh chết mình. Đói đến nỗi phải gặm lại những thứ mà người ta đã quẳng bỏ vào sọc rác ở vỉa hè. Trên các ngã đường quê và nhất là tại các chợ, không nơi nào là không thấy đầy dãy những xác chết, thân hình khô đét nằm, còng keo. Trời lại mỗi ngày một rét dữ và mưa to suốt ngày đêm, bụng đói, cực rét, nên số người bị chết lại càng ngày càng nhiều. Người còn sống sót không đủ sức chôn kẻ đã chết, họ phải dùng đến dây thừng, trồng vào chân vào cổ kẻ bất hạnh, rồi kéo đi vùi nông một nắm, hoặc đào hố chôn ngay tại chỗ cho xong. Có nhiều gia đình bị chết hết, không sống sót một người. Tại các đô thị từng lũ lượt bồng bế, dắt díu nhau đến để xin ăn. Nhưng trước khi đến nơi, họ phải bỏ lại biết bao nhiêu là người thân yêu bị ngã gục chết ở dọc đường. Các hội từ thiện đã tổ chức những trạm cứu tế nạn nhân khắp các đô thị, nhưng cũng chỉ cứu vớt được phần nào. Trên khắp vỉa hè, thành phố, đồng bào chết gục mỗi ngày mỗi nhiều. Các hội thiện phải thuê người đào sẵn những hố rất rộng để cứ mỗi buổi sáng người ta đi nhặt xác chết ở khắp các vỉa hè, đưa về tập trung trước cửa hội thiện, rồi bó cho mỗi người một manh chiếu hở đầu, hở chân, xếp lên xe vận tải chở đến nơi đã đào hố sẵn, hất cả xuống vùi đất lên. Trong khi ấy thì kho của chính phủ thực dân còn chứa tới 500.000 tạ thóc để chờ quân đội đồng minh. Thóc ở miền Nam người ta phải đốt để thay thế cho than tại các nhà máy. Kính thưa quý vị khán thính giả, sau kỳ phát thanh hôm nay, ban biên tập chúng tôi đã hoàn tất gửi đến quý vị chương 1 và phần đầu chương 2 của Thiên thứ ba. Kính chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới với phần 2 và phần kết chương 2 Thiên thứ ba, lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954, Việt Nam Quốc dân đảng do Việt dân Hoàng Văn Đào biên khảo. Kính chào tạm biệt và xin cầu chúc quý vị khán thính giả cùng Bổ Quyết luôn may mắn, an lành và dồi dào sức khỏe. Chiến sĩ gan trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiếc anh hùng dòng ngạc hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan Yên Bái nương non. Lòng ta sung sướng, chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt Quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn tuế màu vàng pha trường. Không thành công thì cũng thành nhân, chống quân thù bảo quân an dân. Không thành công. Chiến
sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông yên bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiết anh hùng dòng là hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày hùng ngày tan yên bái nương non. Sung sướng chi ta nhẹ nhàng, máu hồng Việt quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn tuế hô vang pháp trường. Không thành công thì cũng thành nhau, chống quân thù